cái gì để đâu 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 nữa coi mày gió coi ơi rồi rồi mày mày gió tí nữa kìa. Trời ơi ghê ơi ai ai kêu mày gió nghe tiếng rồi được quá à. Thôi mới dẫn chơi chơi không nói làm gì nhúng dữ vậy hả à? Thương quá à. À, thôi nè thôi nè chú Phong sẽ cố gắng sao mà cho con được cái mà đi Sài Gòn trị bệnh nha chị mát nha con hả hay chị lé mẹ con ơi con mời mẹ đi con mời mẹ ăn khoai lang của con mẹ ơi nè mẹ đây mẹ ăn luôn mẹ mang mốt con cho mẹ không giận mốt con không lên luôn mẹ vừa là mẹ luôn nha mẹ đừng có đưa này mẹ ăn không được trời 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 sao vậy ăn vô nhà cửa trời ơi bữa này không khôn rất là vui bữa nay mấy anh mấy chị về hết rỡ rồi đó không mẹ mẹ để ta lên chơi chút nè chơi vui mà rồi mẹ ơi mới được về mẹ đừng cứ về con ở đây luôn con ở với mẹ luôn chịu mẹ chịu nó con ăn thì bây giờ nè con á bữa nay con sẽ để một tí ở đây một tuần sau con mới trở về ở trầm để một tuần nha mẹ nè kêu mẹ quá đi hà quyết định như đây mẹ kêu đâu mỗi thằng bi vậy đó mẹ mẹ đi mẹ thôi rồi bậy nha bậy nha chị đâu nó bậy em trời chết nha chơi được chịu chẳng luôn mẹ coi chị đâu rồi ép con rồi mẹ ê bữa nay tí bị phát hiện thêm cái nữa ê mới nãy tí bị gì bị gì thôi bị gì bị gì bị gì nói lại đi mà gì gì hiểu biết chứ hiểu biết rồi đúng rồi còn gì nữa bà là bà ghê quá bà là bà thấy ghét bà quá đi hà ha ghét ơi được rồi nha có vợ bà đó quay lại quýnh tụi đó hào đó hào đó con trai ta còn chinh nó thọt cái nó nhảy nhởm mấy à trời có bà kìa con thấy ghét mẹ gì mẹ á chật kiểu mà ngồi bà biểu vợ chi làm vợ em nha thương mà thương chết ai mà ai dành kiểu mơn đâu bà kiểu mơn sợ thằng vợ nên cô bảo nha thôi mà bà đánh với bà là bà đừng dẫn nữa em hết chịu luôn đừng dẫn nữa nè con ăn bánh lẹ lên đi rồi ăn chuối nè chuối kìa chuối nào bạn chuối ngon nè hai ba miếng luôn nè cái này bà trừ bà trừ bà trừ mẹ cái này bà trừ mà nó ăn khoai lang được đâu bà lan bà trừ hình lan bà trừ ờ đúng rồi chứ mà ngồi chị mượn nó gì cũng không đúng vậy chứ mà mình nói dạ nè hai đứa mình ăn nghe kiểu mơ hai đứa mình ăn nghe nhưng mẹ làm gì không tẩu quá mẹ ơi kỳ quá mẹ nhìn quên hết ơi mẹ nè yêu mẹ mấy đứa cũng về mấy lần cũng mẹ mấy ngày cũng qua yêu yêu mẹ ơi ông bé ơi tới rồi mẹ hay à hay à nó qua giữ mẹ cũng mấy nốt cũng trèo nữa trời mình đi hai đứa mình đi rồi bé ơi đồng bé ơi là bên kia bé nào bé bự bé này bé này bé bự còn đây bé nhỏ em ơi thì bằng làm ba mấy nốt cũng trèo bên kia kìa bà vợ rồi trời ơi dễ quá đi em ơi thôi luôn làm sao anh Xuân ơi có đi về rồi hả đá rồi đá đừng bậy đồ bậy tới bây giờ đừng nó bậy ờ yêu rồi đừng điện thoại á giòn lắm cái gì ơi chụp cái chung giờ chụp con chị trăng mẹ cái này có nhân lậu gì mẹ nhân lậu gì hả trời ơi trời bà chiên gì mẹ kỳ quá à ngon nghe rạo rạo đã không nè con rồi. Nè con cảm ơn mẹ chưa cảm ơn mẹ quay chị quay lan ngon quá trời rất là ngon từ nãy giờ con ăn được những gì của mẹ. Ê. Rồi tí hả
Hả? Tự nhờ con ăn được những gì của mẹ ơi. Tự nhờ con ăn gì trời? Ăn gì? Ăn mì tôm nãy ngon rồi đó. Ừ. Thấy không? Ở gì nữa? Mì tôm đó nha. Rồi ăn gì nữa? Chứ ăn gì đâu. Ăn gì? Phải làm. Ừ. Cái gì nữa? Phải mì luôn. Phân rượu. Phân đá. Phân đá đúng rồi. Phân rượu. Ở gì nữa? Xài nữa. Xài nữa. Mẹ ơi. Kêu mẹ quá đi hả? Trời ơi. Trời Diễm Hương mình bảnh buồn kìa. Diễm Hương. Trời ổng đá quá, ổng đá. Diễm Hương rồi. Diễm Hương ơi, Diễm Hương à. Yêu anh quá, yêu em Diễm Hương rồi đó. Em à. Yêu luôn. Hả? Anh phải mát lên Diễm Hương. Bữa nay nấu quá trời nấu rồi. Dạ, thì lấy cái thuốc nó thức đi coi. Lát nữa đây rồi. Mẹ. Dạ. Lau mình máy nó rồi. Đúng rồi, tắm rửa cho sạch đi. Tắm rửa rồi. Chị Thương mai mốt lên chơi. Ở giờ không mốt lên luôn đó. Tắm rồi. Tắm chưa? Tắm rồi. Con tắm rồi mẹ. Ai mẹ biết không? Cho em kìa. Dạ. Chị hai. Mẹ. Mẹ con lắm. À giờ Diễm Hương á, ở giờ không chịu lắm á. Tắm rồi nó gì vậy trời. Tắm chưa? Tắm rồi á. Tắm rồi hả? Cảm ơn nhiều. Ăn đi. Ăn nguội nhất á. Ừ đúng rồi nè. Hai đứa ăn bánh nữa. Diễm Hương. Rồi. Ăn bánh xong chưa? Nhậm. Ăn bánh xong đi rồi ăn chuối kìa. Ủa ăn khoai nè con. Ăn khoai. Ê bánh này ngon không con? Ngon không ớt? Ngon không Diễm Hương? Hả? Ngon quá à. Ngon quá hả? Ê giờ không ăn chơi Diễm. Đó là chàng. Không ở này bánh là bánh nước ngoài nữa mà. Ê. Không ngon mới lạ. Mẹ con mua hộp cấp uống, mai mốt con mua hộp cấp uống mẹ. Buồn quá mẹ ơi. Mẹ buồn mấy cái này. Bây giờ bây giờ buồn nhớ mẹ quá. Con phải lên đó. Không đây kêu mẹ con bay dặn luôn á. Chứ phải nhớ Diễm Hương ha. Nhớ phải nhớ Diễm Hương từ lâu rồi mà. Em con mà. Tao biết ai không? Bạn con mà không nhớ sao được. Ê Diễm Hương á. Em nhớ chị quá Diễm Hương ơi. Em lên nè Diễm Hương chịu không Diễm Hương ăn. Đây đó đồ gì nữa. Ở cái khoai này là gì tẩm bột hả? Chạy lạnh quá mẹ ơi. Mẹ ơi. Ôi trời lạnh quá mẹ ơi. Mẹ ơi gớm mẹ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi mẹ ơi. Trời ơi không để mẹ nấu luôn. Mẹ nói chuyện với coi. Nói chuyện với mẹ chút cơm nha. Mẹ đâu? Đâu? Nói chuyện không chút. Ừ. Nha. Chết mày chưa? Nha. Bị em chỉnh nha. Diễm Hương ơi. Dạ. Yêu anh không Diễm Hương hả? Yêu. Diễm Hương ơi. Em mẹ đi nó vài chứ. Diễm Hương. Dạ. Kỳ này á, thấy tí không được rồi, mình đi theo Diễm Kiều. Dạ. Mà mốt ra gì cho Diễm Hương ra đi luôn. Để tôi nói nè. Mốt ra đây lộn bỏ rồi Diễm Hương ra đi luôn. Ừ. Ra Diễm Hương nữa. Em luôn rồi. Ừ. Cho Diễm Hương. Diễm Hương có Diễm Kiều Mỹ cưới rồi nè. Diễm Hương ơi. Dặn rồi, dặn rồi. Thôi đừng giận mà, bé ơi, chỉ đừng qua anh à, đừng giận mà. Thôi bé ơi, ai đứa mình yêu nhờ bé ơi. Dặn mà. Cái mỏ chu kìa, mỏ ghét, cái mỏ đó bớt nha, cái mỏ chu ghét đó bớt, bỏ đâu không ghét cho thôi. Nó ai ghét, nó ai ghét. Mẹ chồng nhìn chết à. Ừ. Mẹ chồng vui lắm đó. Ừ. Không biết rồi, mẹ biết rồi. Chạy. Không thiệt tình ơi. Không mà phải, ai ghét mà có đời đâu. Ừ. Bum ba, bum ba, bum ba. Em mẹ suốt đời quá mẹ chịu con mẹ. Cái gì nó hôi hết trời. Trời quá trời quá. Nè. Em suốt đời là bên kia kìa. Bên nào? Bên kia. Bên nào chị coi. Bên kia kìa, bên đây nè. Lộn bên rồi. Đây là bên này nè. Bên đây là Diễm mẹ. Hả? Bên đó là Diễm Hương. Đây là đi hồn. Ừ. Là nó cạo quá trời mẹ nói con nghe yêu suốt đời là bên đó đó. Biết rồi, mệt quá đi hà. Mày giống nó đã bây giờ. Bà vợ này cũng bó đó, chứ ghê luôn. Cái nào? Ăn bánh đi thôi. Một nồi mẹ một mẹ em gì mét mẹ em nè. Ừ, mét đây con. Trên trời chưa thấy người. Ừ. Nó chơi nhà, mẹ không mét nha. Hả? Không mét nha. Ta nói rễ lựu đạn cô không đúng nha. Nữa. Đặng luôn à, muốn lên luôn, đặng luôn. Cái nàng rễ bơm nguyên tử nè. Không mẹ nha. Có kìa. Con ép con mà mẹ. Con đâu sai đâu. Bên đây đúng rồi đó. Ừ, đúng rồi đó. Thấy à. Diễm Hương ngồi. Ai nhớ không? Diễm Hương ngồi, Diễm Hương ngồi. Ừ, không ăn. Nóng nảy lắm. Rẻ chốc không cùng. Bữa nay tắm rửa đi cho sạch sẽ đó. Tắm rửa đó. Nhưng mà thời tiết nóng quá. Trời. Không ăn. Không ăn nhớ được. Không ăn. Ăn nhớ không? Không ăn đâu mẹ con. Ăn vô rồi con bị cháy luôn như bị máu luôn đó. Không ăn. Không ăn nhiều đó. Ăn la lắm đó. Vậy là... như là ăn dưa hấu vô bệnh chỉ ỉa máu hả? Con mẹ con nghĩ hoài luôn đó mà mẹ con cho con nhớ bệnh đó. Nếu mà bệnh chỉ luôn đó không cho đâu. Nói cái này mới nhớ nha, bữa nào sắp xếp tí nó đi khám bệnh chỉ mới được.
chứ nó ngồi xuống lại rước ra luôn. Con này á, giờ nó ngồi ra hoài luôn rồi sao giờ mẹ? Ngồi ra hoài không biết sao nữa, nên giờ nó bị như mỗi lần mà nó ngồi xuống nó gặn á thì nó gì đây nè, nó nói con nghe gì bệnh đó đấy ha. Dạ. Đi ngầu ngầu nó nói đây rồi ta nổ mới lớn thì ngăn. Dạ. Bây giờ ta nó muốn hết cái hậu môn mình. Rồi. Ngất lâu quá. Nhâm nhâm. Thôi đầm nhầm tôi ơi. Dạ. Là cái bô, của mình có mua cái bô riêng vậy đó. Dạ. Rồi cái nhâm một lần xong là 200g rau cắp cá, rau cắp cá, nhâm nhâm để vô cái bô, rồi để vô chút muối, rồi nấu chừng lít rưỡi nước sâu vậy đó đổ vô kê vô ngầu chắc chừng xong chừng 10 lần nè. Ngay mẹ. Ai của tao cũng cút lại nha, rồi lần sau tao mới ra mới ấy nè. Tự teo luôn. Tự nó teo lên còn nhỏ xíu mà mẹ. Đầu sau mới ra nè mà nó nhẹ ra. Mẹ. Lúc sau ta chỉ. Mẹ. Hai người bệnh như vậy. Một mẹ. Người nó thì con vợ người ta lo, người ta làm một lần làm chồng tới giờ còn sống. Đâu? Dạ. Còn cái thằng kia nó nhỏ lo nhậu cũng làm biếng chết queo rồi. Mẹ, cho đó. Có đâu mẹ? Rau cắp cá mình mua mà chờ. Mẹ em mấy chục ngàn. 200 cây cá là xong một lần. Chưa. Xong rồi phát nước lên rửa. À, xong rồi lấy nó rửa luôn. Rửa luôn, mình bỏ muối với nước nấu mình sạch với rau rồi mình rửa sạch cái đó vậy đâu mà rửa luôn. À. Ờ, nó nhẹ nó khỏe rồi bây giờ. Mẹ nói chuyện. Trời ơi cái hàng này. Đeo mẹ nói chuyện chóc cây. Chóc cây. Thôi chưa, đừng có để mà hả em mà tao chạy nha. Con mẹ, mẹ đâu chưa? Mẹ đang dạy á, để mà cách làm cho con, để mà con hết bệnh chỉ á. Chỉ vậy vậy con về con nói mẹ cần. Vậy là nè, vậy là con mua rau ép cá về 200g để vô cái bô. Rửa cho sạch để vô cái bô. Dạ, rồi để bắt đầu để muối. Ừ. À, rồi giờ rửa nước nóng sâu bừng bừng chế vô. Dạ. Rồi mới đầu mình để cũng hơi xa xa vịn ngá vịn nhanh để phỏng. À. À, chứ mà không biết rồi đó, con vẫn một lần rồi còn con không giờ mày chưa có xong, tao biết chưa có xong à, nhìn đi bạn nào có vậy là bà. Vậy là sợ ngồi xuống phỏng trứng giấy hả? Em mừng rồi nha, cái gì rồi rồi cái như ngồi cho nó nguội, cho nó ấm ấm, nó nguội, nó nguội xong rồi lấy cái đó lên rửa luôn. Cái gì vậy Mơn? Dạ. Con đây nè. Mẹ. Con mà cũng cẩn thận luôn. Rồi vậy nè tí, chú Phong nói con nghe nè. Về á, con làm y rang vậy nè, nhưng mà con ngồi vô bô á chứ không phải con ngồi con gặn nha. Con ngồi cái đó chủ yếu là trị cái cục chỉ chứ không phải con ngồi chú con làm bạc bạc cái đấy mẹ. Nó đó rồi tự teo luôn hả? Mẹ. Rồi vậy là một cái bài thuốc hay để thí dụ thí điểm cái đó trước đi, không hết nữa là đi bác sĩ. Đi làm cái đó đi. Dạ. Mà làm không phải hết liền. Dạ, 10 lần ha. Làm 9-10 lần. Ê. Là hai còn lại 2 tháng đấy, con nghe mất cái đó nghe chứ không phải mình nói bụng ma ha tuần 2 tuần gì mất cái đó đâu. Trời. Nó mất không hay. Dạ. Ê tí ơi. Con nữa. Cái dạ ba. Ừ, đang bây giờ nè, con hỏi mẹ đó, ở đây có ai kéo không? Gì vậy? Có kéo không mà. Chú Hồng nhấp cái cục chỉ đó luôn chưa? Thôi, đau lắm. Không. Đi, thôi, làm xử tại đây luôn. Mẹ đi ba vòng đi mổ, sau đó giờ thờ, tôi thiệt, tôi sợ mổ, chứ tôi thấy người ta mổ rồi, nó cũng đòi lại yêu thương. Ủa vậy hả? Chà. Chứ nó mổ không hết. Vậy là nó còn vẫn còn cái gốc đó ha? Vẫn còn ra, nó còn hết cái đó, gầu vậy nó mổ, nó còn có lấy ra rồi, mà sao mà... 3 tháng gì cũng nổi lên cái gì vậy? Nhiều người lắm rồi, nhưng mà nó cá nhau gì chưa có mổ. Chưa ha. Chưa. Vậy giờ nè, là hiện giờ á là giờ nó bớt teo bớt rồi phải không? Bớt rồi, khỏe rồi. Tưởng không ấy nữa thì nữa mà còn bị thì mẹ hai mẹ con đi khám bệnh luôn. Thì cái đó là phải mổ á. Thì nói chung người ta đi khám tổng quá. Đài nó cũng có bên bác sĩ của Cần Thơ đó. Dạ. Mổ kỹ đó đó. Dạ. Mà nói ngay rồi mấy năm trước thì cũng có tiền đâu, có khả năng đâu mà đi mà tiền xe tiền ăn không à. Dạ. Chứ bảo hiểm bây giờ bển nó cũng chịu cho bảo hiểm vô bảo hiểm trơn đó. Dạ. Như đợt rồi hút đi khám vụ đó cũng do vô bảo hiểm đó. À bảo hiểm, bảo hiểm có giải quyết cái vụ trĩ này ha. Có, bị đài nó nói. Dạ. Đài mình bắt ra đài á. Nó hai ba cái vụ tiếng người ta cho rồi hư trơn bỏ qua được chứ. Dạ hả? Mà đâu? Đi mua cái. Okay. Toài hả chú Hồng? Mua kìa, cái bình vô tiếng bình thường. Toài chú Hồng? Toài hả? Mà ta bảo đảm mấy năm mấy tháng gì đó. Nó mua rồi. Em nhận đẹp trai quá nha. Dạ ba.
ba con cái chống kìa. Nè. Từ này thấy không có gì cho giác gì giờ bỏ đó không có gì đâu. Sửa rồi mấy bữa cũng hư nữa hả? Dạ không, ăn vô. Nè, vậy là tivi á ha. Mẹ, đó kìa. Ông mời kìa. Chế ăn đồ chiên. Mẹ. Út mập là không có ăn. Mua hổng gài đây về để đó cho có chiên ăn đâu, thức ăn dữ ha. Trời ơi, lâu lâu mới được ăn. Ừ. Ha. Con này nè, nó cho con này ăn thịt heo nướng heo gì đó, tao biết quá trời thua mà cho nó quá trời, nó lâu lâu nó có gì đó. Cảm ơn ơi. Mày nghe, anh đợi đây. Quái quá ha. Nó biểu tao bớt mà tao thấy nó rút con này nó làm kịnh. Mày hiểu em mấy cái tướng vậy nè. Ừ. Sẵn con hỏi luôn là Út này nè bao nhiêu ký? Hôm đó lâu lắm rồi. Chứ mừng rồi. Chị khám bệnh đó là cân là 73 mà trời không biết. 73 mà lúc đó gọn hơn bây giờ không hay là nó ngậm. Tại vì có một chị luôn hỏi con á là bé Út bao nhiêu ký và cái dòng mông á là bao nhiêu, con nói cái này thua. Dòng tiêu không về không mà. Con bó tay liền. Giờ nghĩ vậy đi. Này cỡ 80. Nếu mà 80 kg nhưng mà dòng mông bao nhiêu á? Dòng chưa muốn đâu. Dòng có diêm đâu rồi? Cắt à. Đâu? Diêm hành có diêm đâu rồi? Diêm ăn. Cắt à. Bên đâu rồi hành có diêm đâu? Cắt à. Diêm ăn đâu? Muốn mua mai đồ cho bé Út thôi. Nhưng mà cái vụ mà dòng mông với dòng ngực nó bó tay. Ba. Bó tay. Mẹ đâu rồi? Mua trả lại đó. Mẹ đâu? Mà đường nó lùng ngang. Nha. Cái gì 80? Ê, kêu mày chạy. Mét năm mấy hả? Ngay. Tí. Nè, dạ, ăn đi con. Tí ăn đi, Út đừng ăn nữa, ăn hết miếng đó thâu nghe không? Ăn nhiều hơn mình á. Tí ăn đi, tí. Em ăn hả? Ăn mà dạ nè, em thấy hả? Mà hả, lớn luôn, bất cãi hả? Sảo hả? Chắc khoảng 200. Ừ. Để bà ta chị không hả? Nhiều. Hả? 200. Nhầm. Tới đâu? Đây không có cân bự, nhầm, không có thấy lên. Nhầm. Chuột. Trời ơi, con hai đứa. Không, chuột mấy bà chuột hoài. Đau, không biết đau không? Để đây coi là mù hâu nó chảy nè. Mẹ công nhân này, gần qua đi bỏ chú chú. Giờ nhà của ở đây hay là dẫn tới Út? À, mẹ nè, yêu những người đó, từ đâu rồi đó. Ờ, mà giờ ở đây hay là gì chứ? Vợ mới Út về chứ. Ừ, tao đi qua nhà chị trai em, Diễm Ân. Diễm Ân ơi. Dạ. Ở mẹ rồi, mình nè, đây. Nè, con mời mẹ cái đây, con mời mẹ cái miếng khoai cái đây rồi xong rồi mình ăn tranh thủ mình về nè. Mami. Mami, trời ơi dữ trời. Mami. Mẹ vợ. Bây giờ không ăn nữa. Tao bên này tốt dần rồi. Dạ mẹ, mẹ ăn không? Em ăn con về luôn á. Mà mẹ không ăn con ăn. Ừ, ăn đi. Mẹ chạy quá à. Mẹ ăn lên mẹ. Thôi thì Phong gửi chút hình ảnh về tí số bất thờ mười hơn 10 ngày rồi cũng nhớ vô lắm rồi, dẫn qua nó quá trời rồi, điếu lo rồi. Cảm ơn rồi. Thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video của tí số bất thờ nhé quý vị, nhớ chia sẻ video cho nhiều người cùng xem, cái này thú vị lắm, xem cũng xả stress được quý vị ơi. Hãy đăng ký kênh để theo dõi. Gì con? Ở chiều về nắng quá tao về được mà chú Phong ơi. Ừ. Nắng quá à. Đúng rồi, chiều về. Mai về. Tối về. Có về nhà cho mẹ. Ừ, vậy ha. Ở chơi chiều về nắng tao về nữa. Nè, con bye đây. Bye bye chú Ghen. Ừ, bye bye chú Ghen. Rồi, chị Mừng. Bye chú Ghen. Chào Ghen. Vũ Hương. Dạ. Bye bye. Bye bye chú Ghen. Bye bye. Chú Ghen rồi chị Mừng. Trời khách. Chào mừng. Chị Mừng. Rồi chú Ghen. Vậy. Chú Ghen. Chú Ghen. Nhà không nghe hả trời. Chú Ghen. Đây. Chú Ghen. Ừ. Dạ mọi người. Yêu quá chú mừng hả. Chú cái chữ đặt tiếng Anh. Ừ. Đừng cái mà. Đại kỷ quá không cho mẹ nhìn con hoài à. Ừ. Mọi người. Ừ. Thôi. Ông xạo quá trời ông ơi. Ông xạo dữ dằn luôn á. Thôi chú ông ăn hiếp con hoài mẹ. Trời ơi. Ông dạo cái hồi ông hung con người ta hả. Rồi. Không làm quê con, mẹ làm con quê một cục luôn rồi. À, quên cục luôn. Giận hiểu rồi. Giận, ở đây giận, giận trai mẹ đó. Rồi, hay nè. Không nói không? Không, không. Về bấm bấm thằng. Cô quả hay nè. Vinh. Ê, chưa. Mẹ ơi, anh em ơi, con người mẹ. Giận thôi. Rồi, bây giờ là tí chuẩn bị về. Thì con thương mẹ, thưa mẹ con về. Mẹ, thưa mẹ con về. Rồi. Dạ khỏe. Vậy. Máu con lên chơi, giờ bữa nữa, giờ bữa lên. Ừ, mấy gió kìa, mấy gió. Mấy gió chị Phương nha. Về nha chị Phương. Cái gì? Đâu 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 nữa coi. Mấy gió coi.
Ơi. Rồi. Rồi mi gió tí nữa kìa. Trời ơi. Ghê. Trời ơi. Đây đây kêu mi gió nghe tiếng rồi. Được quá à. Thôi. Mới dẫn chơi chơi như vậy. Không. Ừ, nói làm gì nhúng dữ vậy hả? Hả? Hương quá à. Ừ, thôi mày, nè. Thôi nè, chú Phong sẽ cố gắng sao mà cho con được cái mà đi Sài Gòn trị bệnh nha. Trị mát nha. Con sao? Con hả? Hay chị Lé. Con ấy con theo luôn. Ờ, con đi theo luôn. Con theo dĩ mừng chơi luôn. Ừ. Dĩ chú Phong sẽ cố gắng nha. Ờ. Ở đâu nè cho chú Phong quay con mắt gần ở coi đó, thì sẽ cố gắng trị mắt cho tí cho Út luôn rồi hay nha chú về nha. Dạ. Ừ, ngoan nha. Dạ. Làm tiếp mẹ nha. Dạ. Thiệt không? Thiệt. Ừ. Phụ phụ. Phải làm mẹ tiếp mẹ để mà cho nó ốm bớt nha. Dạ. Ừ. Chơi tập dục á. Có ha. Dạ. Ừ. Bye bye nha. Ừ, Út ngoan quá hà. Bye nha. Bye chị Phương, chị về nha chị Phương. Đó. Thôi để chú Phong quay kỹ để mà gả Việt Kiều nè. Đó. Thấy chưa. Mai về mẹ ơi. Ừ. Mai có con lên chơi. Ừ vậy ha. Cứ tự nhiên cưng quá à. Mai mất con hình ra đây hình coi ha. Dạ. Mai có chị đây. Rồi chở tí về nha. Chứ hai đứa này mà nó đứng hoài tới chiều cũng còn nữa. Quá trời rồi. Quá trời ơi. Quá trời luôn. Dẫn à. Ừ. Ừ. Mà. Rồi thôi, thôi mình về nha tí. Rồi. Nè hai đứa bye bye đi coi. Bye bye. Nè bye bye khán giả nè. Khán giả chậm nhất. Về mẹ. Rồi vậy con về cô ơi. Dạ. 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 Dạ.